chơi, quần áo được gửi về nơi đây. Chúng tôi nhận được và đã kịp thời đưa vào ngôi nhà. Qua đó cũng góp phần giúp cho bệnh nhi, những bệnh nhân nghèo có thêm điều kiện để có thể yên tâm điều trị bệnh thật là tốt. Và không chỉ bệnh nhân mà ngay cả những người nhà của bệnh nhân cũng được chúng tôi phát quần áo và giày dép. Và được biết trong thời gian gần đây thì nhiều đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh cũng đã nỗ lực đồng hành, sẻ chia những khó khăn với những bệnh nhân nghèo. Và thông qua quỹ hỗ trợ... đến 18 giờ và phát lại vào lúc 20 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Nghe chương trình tại radio FM 87.7 MHz, kênh VOH Radio Online, website voh.com.vn hoặc cũng có thể tương tác với chương trình qua fanpage VOH FM 87.7 MHz hoặc hotline 028 3822 3285. Còn bây giờ thì Ngọc Trân và Vũ Duy xin chào và hẹn gặp lại. Mẹ ơi con mới xong việc đã lâu, con chưa gọi về nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm thân ấm ra ngồi để với gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều ở nơi xứ người, cùng mày sống chung mấy anh em.